này giống như xe kéo mà người ta làm như xe lửa kéo đi này, hình mấy con bò dễ thương quá. Con kình nhỏ xíu này dễ thương chưa, một đô một trái à, một đô một trái nhỏ nhỏ vậy nè. Này ghê quá, giống mấy cái mụn cái mũ gì đâu á. Gái mình làm nông dân nè. Ồ, sợ chưa. Chào mọi người, hôm nay gia đình mình sẽ giới thiệu với các bạn một địa điểm pumpkin patch rất là dễ thương, đó là Spina Farm. Vào mùa thu, đặc biệt là dịp Halloween, họ sẽ mở cửa cho công chúng đến tham quan và chụp hình. Hãy cùng gia đình mình khám phá pumpkin patch này nha. Đây là lối vào, có anh chỉ nè mọi người, đó anh lắc lắc cái cờ vô nè. Wow, lối vô đẹp quá. $20 cho một xe. Không có được đem thú cưng, không có được đem chó mèo đồ vô. Ở trước là có anh thu tiền đậu xe nè mọi người. $20 cho một chiếc. Hey, how's it going? Thank you. À, bây giờ trả tiền xong là bây giờ đi kiếm chỗ đậu xe nè mọi người ơi. Đông quá. À, có mấy anh đứng quơ mấy cái cờ chỉ nè. Vô đây ha. Chào mọi người. Đó, theo mấy cái anh mấy cái cờ đây. Là mọi người sao? Theo chị dẫn này mà đi đậu xe thôi. Đậu xe xong là bây giờ mình đi bộ vô đây nha. Quá trời đông, quá trời rộng nè. Ở dưới đây thì đất người ta ấy nước cho khỏi bụi á, nó hơi bùn nè. Đó. Mọi người đi con. Con đi đâu đó? Con đi đâu vậy? Con nói Halloween. Bữa nay là chủ nhật, trời đẹp nữa nên mọi người ra đường đi chơi rất là nhiều. Tới đây là phải xếp hàng đứng chờ để đi vô cửa. Đông quá trời đông nè. Xa xa đằng kia là mấy bạn thấy con Godzilla chưa? Wow, con gì đây bắp? Con Godzilla, con nói đi, Godzilla. Này là cái chỗ get line bên này nè, là mua vé. Mua vé để chơi mấy cái trò chơi á. Còn bên này là cái cổng đi. Mà nãy giờ gia đình mình cũng biết, cứ đứng chờ hoài. Ở đây mới thấy. Cái này là bảng giá. Bảng giá đi train. Đi tàu lửa là $8. Cái nào cũng $8 hết à. Có mua 40 thì như mình được đi hết á. Mà để đi vòng vòng coi thử, nếu có thích thì quay lại nha. Đây là cổng chào nè. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Bên đây là có cái bản đồ. Đó, bản đồ nè. Tụi mình đang ở đây. Con Godzilla. Đây rất là đông nha. Ở này là cái chỗ bán vé để mua mấy cái trò chơi cho mấy em nhỏ nè. Đông quá trời đông. Xa xa này có con khủng long nè. Trên đầu nó là mấy cái bí ngô đó. Đằng xa kia là người ta bỏ pumpkin quá trời thành một đống cao, thiệt là cao. À, con khủng long nè, khủng long bự. Big hả? Oh wow, big hả con? Bự là gì? Big. Giỏi, con nhỏ là gì? Small. Giỏi quá à. Con gì đó con? Con gì vậy con? Con gì đó? Con gì? Con gì? Pumpkin. Wow, pumpkin người ta để rất là nhiều loại nha mọi người. Cái này là cái màu nó tươi, nó màu cam hơn nè. Rồi xa xa là cái màu nó hơi lợt lợt hơn. Bắp ngồi đi con, ngồi lên pumpkin đi con. Ngồi lên bị chụp hình nè. Ngồi lên. Ừ. Người là hai bạn. Đang diễn cho mẹ.
pumpkin nè mọi người. Bự quá ha. Ừ, pumpkin đó. Pumpkin này á, pumpkin này thì cái màu nó lợt hơn cái trái pumpkin kia. Nặng á con? Con rinh thử được không? Rất là rộng, rất là đông nha mọi người. Con cởi cái áo con em. Nhưng mà hơi bụi, tại đông người quá đó. Bụi. Bắp cho mọi người đi. Ở cái mặt mà chết. Ở chơi luôn đi. Dơ, đúng vậy con. Dơ lát mèo, con mèo. Lỡ dơ rồi chơi luôn đi. Thí xác đi. Ha bắp ha. Chơi thí xác đi ha. Mạnh quá. Big. Umbrella. Nhìn anh nè. Mạnh chưa? Này giống như xe kéo mà người ta làm như xe lửa kéo đi nè, hình mấy con bò dễ thương quá. Cái này hồi nãy mình đứng mình xếp hàng mình phải mua vé nha, nếu mà muốn đi mấy cái này thì phải mua vé. À, mọi người thấy cái vườn bông bông cúc hay là bông dạng thọ đó. Mọi người thấy cái bông người ta họ trồng không? Quá trời nhiều. Rộng quá trời rộng luôn. Tại cái này đất là đất nông trại mà, người ta có đất trồng rồi tới mùa dịp lễ này nè, người ta mở ra cho mọi người tới chơi. Có đứa chụp. Đó, con gái mình nè, con gái mình đi. Đó, nó đi bộ đây. Bắp làm gì đó con? Xa xa kia mọi người thấy xe người ta đang vô không? Rất là đông nha. Wow, đằng này có thêm khủng long nữa nè. Xa xa kia có tàu lửa chạy nè. Mà chắc gia đình mình không có đi, tại vì đứng chờ xếp hàng lâu quá. Ba làm nơi chùa. Ba làm đây nơi chùa hả? Ba làm nơi chùa. Nơi chùa. Nơi chùa làm sao hả? Ba làm nơi chùa. Nơi chùa là con gì con? Ba làm nơi chùa. Nơi chùa hả? Con làm đây nơi chùa thử đi. Ba làm elephant. Elephant nè. Ba làm bắp. Có nằm y dê rình đồ côi. Bắp làm thử đi. Cha ba hả? Cha ba gì đây? Bông hả? Bông gì đây con? Bông mắm cục. Bông mắm cục hả? Bông dạng thọ. Bông dạng thọ. Bông cúc. Bông cúc hả? Bông cúc. Bắp làm gì đó con? Ở đây có bí ngô nè. Ở đây có gì? Pumpkin nè. Này giá 4 đô. 4 đô cho một trái. Bên này như là bầu nè. Trái bầu. Này như bầu bí vậy đây nè. Đó. Rất là nhiều giống loại. 4 đô cho một trái. Đó này anh hay chị này bỏ thêm vô nè. Đó. Pumpkin này là 10 đô một trái. Mà này mình đâu có thấy pumpkin đâu ta. Này như là giống pumpkin khác hay sao, hay bí gì đó, không biết nữa. Còn con gái mình làm nông dân nè. Pumpkin nè, wow, pumpkin 10 đô một trái. Họ để họ treo như vậy nè. Đó. Rất là hay ha.
Pumpkin này nhỏ nhỏ 2 đô một trái. Pumpkin nhỏ xíu này dễ thương chưa? 1 đô một trái. À, 1 đô một trái nhỏ nhỏ vậy nè. Cái này nhẹ cho con nè. Cái nhẹ cho con nè. Con nói sao? Ôi trời ơi. Trời ơi. Đâu có ăn được. Đó, pumpkin chỗ này thì 3 đô một trái. Cái này 2 đô một trái. Pumpkin loại này nhìn ghê quá ha. Này ghê quá, giống mấy cái mụn cái mũ gì đâu á. Nhưng mà về trang trí cũng hay lắm á. Này 2 đô một trái nè. Đi vô. Chỗ này có mấy pumpkin nhỏ 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 dễ thương quá. Phủi tay đi con. Vâng rồi. Rồi phủi tay sao? Giỏi. Trưng bày cái xe rất là đẹp nha. Wow. Không trình rất là bự. Cá bắp nữa kìa. Ồ, sợ chưa? Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Tí. Cái này là lối ra, người ta để bánh kẹo nè, ai mua thì mua, mất rồi này kia. Đó. Bắp rang, kẹo, rất là nhiều thứ ha. Này là lối ra. Ở đây là lối ra nè mọi người. Rất là đông nha. Đi vô cũng đông mà đi về cũng đông. Nói chung là đi chơi cũng vui. Nhưng mà nắng. Quý phụ huynh nhớ đem mũ, đem áo rồi cho con. Với lại bụi lắm. Nếu cần thì mình nên đem khẩu trang nha. Rất là bụi.